Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 30 Tết, chuẩn bị đón xuân Nhâm Thuần, Nhâm Thìn 2012. Chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài những điều cần biết về Tết âm lịch. Tết là một lễ hội văn hóa quan trọng nhất của một năm. Người Việt Nam trong một năm đón chào hai Tết: Tết Tây của các châu lục ngoài châu Á, đặt trên nền tảng của nền văn hóa Thiên Chúa giáo, Tình Lành, Chánh Thống, Anh Giáo. Tết ta là Tết của truyền thống dân tộc Việt Nam trùng với truyền thống dân tộc Trung Quốc, và sắc thái của văn hóa đó được thể hiện rất rõ nét trong các ngày xuân, gắn kết với việc gia đình nào cũng chuẩn bị sửa sang nhà cửa, trang trí đèn, mâm ngũ quả, trà, bông và nhiều chuẩn bị khác để đón nhận sự đoàn tụ và sum họp của tất cả thành viên trong gia đình. Giữ truyền thống văn hóa như vừa nêu là một nét đẹp, mà theo đó đó ta làm giàu và phong phú các giá trị tinh thần của con người. Sự toàn cầu hóa của chủ nghĩa phương Tây đã mang lại rất nhiều các cơn lốc, mà nếu không khéo ý thức và bảo tồn đó, sau một thời gian các giá trị truyền thống văn hóa của Việt Nam sẽ mất dần theo năm tháng. Trong vòng 60 năm qua, Việt Nam đã mất dần cái văn hóa y phục truyền thống trong sinh hoạt thường nhật. Trong sự tiếp biến văn hóa, chúng ta cũng mất dần văn hóa ẩm thực. Và hiện nay chúng ta đã phải đe dọa với cái sự mất dần nền văn hóa giao tế. Có khoảng giai đoạn chúng ta bị Liên Xô hóa, trước đó thì bị Trung Quốc hóa, gần đây đó thì bị Tây Phương hóa, cụ thể nhất là Hoa Kỳ hóa. Cái tác động đa chiều của nền văn hóa vật chất ở phương Tây đó đối với cái nền văn hóa tinh thần của người Việt Nam đã làm cho chúng ta một mặt tiếp thu những cái mới, nhưng mặt khác đó chúng ta đón nhận luôn những thứ hoàn toàn không có lợi cho giá trị văn hóa và đời sống tinh thần. Đây, chúng ta đang có những khuynh hướng là quay trở về với nền văn hóa truyền thống của dân tộc. Nhưng hầu như thì chúng ta đang đặt nặng cái sự bảo tồn văn hóa dưới góc độ của các dân tộc thiểu số nhiều hơn là của dân tộc Kinh, chiếm trên 80% dân số của toàn nước. Sự mất gốc rễ văn hóa thường nó phát xuất từ cái suy nghĩ rằng phải cập nhật các cái lối sống của phương Tây thì được xem là có văn minh, và giữ cái lối sống truyền thống văn hóa của gia tộc á và của đất nước con người Việt Nam á được xem là bị lạc hậu. Ngộ nhận đáng tiếc này làm cho chúng ta có cảm giác và lối ứng xử ngoại quốc là xịn, và quốc nội hay còn gọi là local hay local đó là dởm. Và như vậy chúng ta có khuynh hướng thời trang hóa, và tất cả các lối sống phương Tây đó được người Việt Nam trong thời hiện đại này
tiếp thu một cách rất nhanh so với các cộng đồng và dân tộc còn lại trên thế giới. Và sự tiếp thu đó đã làm cho chúng ta mất dần theo năm tháng các giá trị và bản sắc văn hóa truyền thống. Đó là một điều rất đáng tiếc. Mấy năm trở lại đây thì chính quyền của Sài Gòn đã tổ chức hội chợ hoa ở khu vực trung tâm Sài Gòn nhằm gây tạo ý thức văn hóa truyền thống của con người Việt Nam. Người thành thị không cần phải về quê và có thể trải nghiệm được cái nền văn hóa đồng áng, cánh cò bay, rồi đồng lúa thơm ngát, cây cầu gập ghềnh và những cái loại hoa trái, cây cảnh rất là gần gũi và thiết thân với đời sống nông nghiệp của người Việt Nam. Nhưng rất tiếc thì thường cái lễ hội hoa Tết chỉ tồn tại 7 ngày thôi, tốn kém vài chục tỷ đồng. Chứ nếu có thể kéo dài hơn hoặc có một cái khu cố định cho cái hoạt động lễ hội văn hóa Tết thì có lẽ là cái sức sống văn hóa của người Việt Nam sẽ được duy trì, bảo tồn, phát huy một cách rất là tích cực và cần thiết. Sau đây là những điều mà chúng ta cần biết về Tết. Một, đón giao thừa. Ý nghĩa gốc của đón giao thừa là chúng ta tiếp nhận sự chuyển giao giữa các thần linh năm cũ với các thần linh của năm mới theo quan niệm tín ngưỡng dân gian. Thần cũng có cái hạn kỳ công tác hộ nước và hộ dân, cho nên khi kết thúc 365 ngày của một năm thì các vị thần linh mới sẽ tiếp nhận cái công việc và trọng trách này. Cho nên họ phải họp giao thừa, mà ngày nay chúng ta thường gọi là giao ban đó. Thì cái sự chuyển giao trọng trách bảo hộ cái nền văn hóa, đời sống của dân tộc, xã hội, tinh thần, vân vân sẽ được hai nhóm thần linh bàn bạc tiếp nhận một cách trịnh trọng. Bên cạnh đó thì đất và trời có một sự chuyển giao về thời tiết và khí hậu. Mùa xuân bắt đầu có mặt, đánh dấu cho sự sanh sôi nảy nổi, nảy nở của mọi sự sống. Và từ quan niệm đầu xuôi đuôi lọt, cái thời tiết chuyển giao này đó, nó trở nên quan trọng, tạo nhiều niềm vui, an lạc, hạnh phúc, cam kết, trách nhiệm, sẽ giúp cho chúng ta đó trải nghiệm được cả một năm còn lại trong hạnh phúc và thành công. Cho nên từ đó chúng ta có thể nghĩ đến cái việc chuyển giao giữa con người với con người. Thì thường nghỉ Tết được diễn ra khoảng một tuần, vào ngày 23, 24 âm lịch của tháng Chạp. Và năm nay đó chính phủ cho chúng ta nghỉ đến 10 ngày. Đó là cái khoảng thời gian được xem là dài nhất trong các năm hưởng Tết. Và có lẽ Việt Nam là một trong những nước rất ít trên hành tinh hiện nay có thời gian nghỉ Tết đến 10 ngày. Có lẽ cũng đếm trên đầu ngón tay thôi. Còn Tết phương Tây chỉ nghỉ có khoảng 2-3 ngày. Và cái tinh thần văn hóa, văn nghệ, hưởng thụ mùa xuân và các giá trị tinh thần của Tết đối với người Việt Nam rất quan trọng. Cho nên khi đề cập đến sự chuyển giao đó, thì chúng ta thấy là cái sự tiếp nhận giữa cái cũ và cái mới. Và như vậy mỗi người cũng nên dựa vào cái tinh thần này, ta thử phản quan về chính mình.
rằng là những công tác, trách nhiệm, phận sự gì trong năm cũ chưa được hoàn tất thì cần phải đi một quyết tâm với phương pháp và lộ trình để thực hiện hoàn mãn. Chuyển giao còn được hiểu như là cái cơ hội để gặp gỡ. Và do vậy trong quan hệ huyết thống và tình người đó, thì cái mùa Tết giàu có bận rộn cỡ nào và mê cái công việc làm giàu cỡ nào, con người Việt Nam vẫn phải về quê ăn Tết thôi. Trung Quốc gần như các phương tiện giao thông bị quá tải bởi cái lượng người về quê ăn Tết đông hơn bao giờ hết. Việt Nam cũng vậy. Và các dịch vụ chợ Tết luôn luôn được nước để chặt chém. Vì cái nhu cầu sử dụng các phương tiện giao thông, nhu cầu tiêu thụ, mua sắm ngày xuân dâng lên quá cao, thậm chí có thể lên đến vài chục lần so với các tháng còn lại trong năm. Mặc dầu tốn kém như thế, chúng ta vẫn phải đành lòng dành thời gian và tình thân thương cho những người thân của chúng ta, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, bà con huyết thống và tình làng nghĩa xóm. Sự chuyển giao đó được xem là có ý nghĩa quan trọng nhất. Khi mà một quốc gia phát triển về kinh tế không có đồng bộ, dẫn đến tình trạng tập trung kinh tế và các cái giao dịch hành chính nằm ở thủ đô và các thành phố lớn, thì cái nhu cầu đoàn tụ về quê ăn Tết sẽ trở nên cao hơn bao giờ hết. Nhưng mà nó cũng có một cái thách đối lớn là nhiều người khi làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, về quê mà không có tiền bạc thì cảm thấy nghẹn ngào, rồi mặc cảm, buồn khổ, sầu đau, cho nên tìm những lý do chánh đáng để khỏi phải về. Đừng nên làm thế. Dầu có thất bại trong làm ăn thì cái thời gian mùa Tết sẽ giúp chúng ta hội tụ những người thân, hát là tình thương, và giúp cho mình có thể nguôi ngoai nỗi đau bằng việc chia sẻ cái mối quan tâm tình người với nhau. Cái văn hóa giao thừa giữ người thân như thế là quan trọng hơn hết. Đừng đánh mất cơ hội này. Và vậy đó sẽ trở nên rất vô nghĩa nếu như ai đó về quê mà không có gần gũi, hỏi han, chăm sóc, hiếu kính với cha mẹ, người thân, mà lo châu đầu vào đỏ đen, hoặc là cá độ, rồi các hình thức ăn chơi, hưởng thụ, thì rõ ràng cái việc về quê mất hết ý nghĩa của nó. Cho nên phải thấy rõ được cái động cơ, mục đích và ý nghĩa của việc làm, để chúng ta tận dụng vào cái sự chuyển giao giữa năm cũ năm mới, chúng ta chuyển giao cái tình cảm với những người thân và để lại cái hạnh phúc sâu lắng trong quan hệ tình người. Hai, tri ân tổ tiên. Tết truyền thống của người Việt Nam là một cái dịp rất là quý báu trong một năm, để tất cả con thảo cháu hiền có được cái cơ hội lắng nghe, ôn lại những công trạng của ông bà tổ tiên đóng góp cho quê xã tắc, cộng đồng và trong gia tộc. Nhờ cái nét đẹp nhớ ơn tổ tiên này đó, những giá trị truyền thống, những cái đóng góp to lớn của những thế hệ đi trước đó được con cháu nêu quyết tâm duy trì và phát huy ở hiện tại và trong tương lai. Ý nghĩa gia tộc đó rất quan trọng, là nếu ai không bận tâm đến cái góc độ văn hóa tinh thần này đó là một sự lỗ lã và uổng ích. Những người theo chủ nghĩa vô thần
là không tin về các giá trị tinh thần, không tin về cái giá trị hiếu kính đối với người quá cố, chết là hết, thì thường ít khi nào tận dụng cái cơ hội vào những ngày cuối năm để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta đối với ông bà tổ tiên. Và truyền thống Việt Nam thể hiện lòng biết ơn với tổ tiên đó bao gồm các bước như sau: sửa sang nhà cửa cho chỉnh chu, sơn mới, trang trí, trưng bày hoa quả, nhang đèn và dọn mặt thờ thật là sạch để rước ông bà về. Thường được diễn ra vào ngày 30 Tết. Đến ngày mùng 4 âm lịch đó, thì chúng ta mới tiễn đưa ông bà đi. Trong suốt 4 ngày đó đó thì tất cả các gia chủ đều làm mà thực phẩm rất là trịnh trọng, thậm chí là tốn kém tiền, để mời ông bà cùng hưởng các món ngon vật lạ vào ngày Tết. Dĩ nhiên cái truyền thống tốt đẹp này đó đã được Đạo Phật khích lệ. Tuy nhiên dạy chúng ta là không nên rơi vào các cái hủ tục mê tín. Một mặt đó để tránh sự tốn kém tiền bạc, mặt khác đó giúp cho chúng ta tri ân tổ tiên một cách có hiệu quả và phước báo. Cho nên người tu học Phật không cần phải dâng mâm cao cổ đầy thực phẩm mặn để rước cúng ông bà tổ tiên, vì Đạo Phật chỉ rất rõ rằng sau khi chết vài ba giây, phần lớn người quá cố sẽ tiếp tục tái sinh. Trung bình 10 tháng sau có mặt như là một cô bé hay là cậu bé, đối với những người có phước ở mức độ trung bình. Do đó tri ân tổ tiên trong tình huống này đó là thể hiện những cái giá trị tinh thần duy trì truyền thống văn hóa gia tộc, chứ không phải là đặt nặng cái việc cúng kính. Do đó ta chỉ có thiết đãi đồ chay và hương hoa trà quả cần thiết là đủ rồi. Phẩm vật là tượng trưng cho tấm lòng. Việc giết các thực phẩm mặn ông bà tổ tiên không hưởng được, lại còn có thể bị cộng hưởng bởi nghiệp xấu do con cháu mình làm vì thương tưởng và hiếu kính dành cho mình. Người tu học Phật cũng không cần phải đốt giấy vàng mã vì gieo cái nghiệp phá của, phá sản, ô nhiễm môi trường và nghèo cùng khốn khổ về sau. Vì giấy vàng bạc không sử dụng được ở trên dương gian khi còn là lẹn, và đốt cháy thành tro bụi lại càng không sử dụng được dưới các hình thức về kinh tế. Âm phủ theo Phật giáo là không có thật, không có một cõi sống vĩnh hằng dưới lòng đất, dưới mộ huyệt các hương linh phải tái sinh theo nghiệp, không mặc cả được, không trì quản được, không thương lượng được. Cho nên việc đốt dâng cúng như thế là uổng ích. Dành số tiền bạc đó cho các việc làm từ thiện và hồi hướng công đức cho ông bà tổ tiên, ý nghĩa nhân đạo, nhân văn và tình người đó nó được thể hiện một cách rõ nét hơn. Mặc dù ông bà tổ tiên đã tái sinh rồi, thậm chí là trở thành người có con có cháu rồi, vài chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm sau, chúng ta vẫn phải tiếp tục cúng để uống nước nhớ nguồn. Do vậy trong cái lễ cúng á, rước ông bà, bày các mâm thực phẩm chay trang nghiêm trịnh trọng, nhắc lại cái tiểu sử công trạng của ông bà cho các thế hệ con cháu và các thành viên trong gia đình nghe, để tránh tình trạng ông bà làm thầy, con cháu đốt sách. Ta giữ được cái truyền thống văn hóa gốc, và trong đó nó có văn hóa Phật giáo,
là nền tảng và điểm tựa đời sống tâm linh và tinh thần của chúng ta. Cho nên người con Phật không cần phải cúng cơm thì còn ăn được nữa đâu mà cúng. Tuy nhiên trái cây phải thịnh soạn, bông trái phải thịnh soạn, những cái phẩm vật mình dâng cúng là phải là đồ tươi, đồ mới, để bày tỏ lòng biết ơn và thể hiện một phần nào đó của sự đền ơn. Và cái quan trọng là thông qua cái biểu hiện văn hóa này đó, chúng ta giáo dục trực tiếp sự hiếu kính và tinh thần đền ơn đối với con em chúng ta. Và dĩ nhiên chúng sẽ thực hiện điều đó đối với mình ở đời sống và kiếp sống hiện tại này. Cái giá trị tinh thần đó mà bỏ đi đó, dễ dàng băng ngoại các yếu tố văn hóa dân tộc và đạo đức tình người. Các nước phương Tây hiếm khi có được cái truyền thống như Việt Nam cúng ông bà tổ tiên vào mấy ngày Tết lắm. Nhiều gia đình còn đi làm lễ giải mã, tức là làm cho mã được mới hơn, sơn phết sang trọng hơn, cúng kính ở ngay quyệt mộ. Hoặc nếu ông bà tổ tiên được thờ trong các lọ cốt tại các chùa thì không ai bảo ai lũ lượt đến để thăm viếng các cái thi hài còn lại để đền tỏ, bày tỏ cái lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc đối với ông bà và người thân. Thì truyền thống văn hóa tốt đẹp này là nên tiếp tục được duy trì. Nhưng cái việc cúng kính cần phải được thay đổi theo nền văn hóa Phật dạy, không tốn tiền, tốn bạc nhiều mà có giá trị sâu sắc hơn. Tiền bạc dành cho các việc từ thiện thì tốt hơn nhiều. Vì ông bà đã được tái sinh ngay thời điểm qua đời, cho nên tiễn ông bà đó không cần phải làm theo cái ý nghĩa dân gian rằng là ông bà về rồi ở với chúng ta 4 ngày, chứng giám mọi sinh hoạt, cùng vui, cùng buồn, cùng ăn uống, cùng ngủ nghỉ, cùng chung sống, sau đó là đưa ông bà đi. Chúng ta không làm cái lễ tiễn đó. Cái ngày cuối cùng của cúng kính đó, chúng ta cũng nhắc lại cái công đức của ông bà để cho con cháu noi gương và học càng nhiều càng tốt theo công thức con cháu hơn cha mẹ ông bà là nhà đó có phúc. Ý nghĩa này nó quan trọng hơn là tiễn đi. Cái tinh thần giá trị đóng góp của ông bà tổ tiên là còn mãi trong gia tộc chứ không phải tiễn đi đưa đâu hết á. Ta phải giữ với gia đình chúng ta. Đó là gốc rễ văn hóa của mỗi tế bào sự sống trong thành viên của mỗi người, của mỗi gia đình. Ba, tri ân cha mẹ và người thân. Tết truyền thống là một cái cơ hội mà tất cả mọi thành phần trong xã hội quay trở về gia đình để gần gũi với cha mẹ và người thân thương nhất. Trong ngày xuân đó thì cha mẹ và những người lớn tặng biếu cho con cháu và những thế hệ đi sau những cái phong hồng bao được gọi là tiền lì xì. Tiền lì xì đó là một số tiền nhỏ có ý nghĩa biểu tượng to, và giá trị văn hóa của hành động tặng biếu tiền lì xì và tiếp nhận nằm ở chỗ là thể hiện sự quan tâm với cam kết, cái sự tương thân tương ái lẫn nhau. Nền văn hóa Việt Nam giống với Trung Quốc ở chỗ chúng ta sử dụng chung cái bao màu đỏ và bỏ số tiền mới thường không cần phải nhiều vào bên trong. Bao màu đỏ trong truyền thống văn hóa của Trung Quốc và Việt Nam được trong dân gian hiểu tượng trưng cho sự may mắn hay cái lộc. Thực ra đó
Trong văn hóa gốc á, màu đỏ tượng trưng cho sự hài hòa. Như vậy khi cha mẹ và người lớn tuổi tặng cái hồng bao cho con cháu và người nhỏ tuổi hơn, thì cái mong đợi của người trao tặng là mang cái sự hài hòa đến cho người mình quan tâm. Và ý nghĩa phát dẫn của nó còn được hiểu là màu đỏ tượng trưng cho sự quan tâm, tình thương yêu giữa con người với con người. Cho nên sẽ trở nên vô nghĩa nếu như người tiếp nhận bao lì xì mong đợi cái số tiền quá lớn trong cái bao này. Và nếu mở bao ra đó, mà thấy cái số tiền nhỏ tượng trưng méo mặt, thì người đó có vẻ là sống nặng về vật chất quá, tình người theo đó sẽ mất dần đi. Đó là điều nên tránh. Cha mẹ nào giàu nghèo cũng cố gắng là trong hồng bao bỏ một số tiền căn bản cho con cháu mình có tiền để chi tiêu ngày Tết. Con cháu có lòng hiếu tính cao đó, thì nhân cái dịp Tết bỏ trong hồng bao số tiền cao hơn là trích từ cái quỹ lương và doanh thu so với 11 tháng còn lại, để thể hiện cái lòng hiếu kính và tri ân của chúng ta đối với cha mẹ hay đấng sanh thành. Dĩ nhiên ý nghĩa lì xì mang tính tượng trưng cái sự quan tâm và tình thương yêu, cũng không nên bị giới hạn trong cái số lượng của tiền bạc. Quan trọng là phải đến với nhau bằng cái tấm lòng và tình người, mà có thêm cái trọng lượng trong cái bao lì xì thì vẫn tốt hơn nhiều, phải không ạ? Do đó con cháu đừng có tiết kiệm, gửi cái hồng bao đến với cha mẹ thì phải dâng bằng hai tay, sau đó là phanh tay cúi đầu chào và nở một nụ cười, lòng biết ơn sâu sắc, truyền thông bằng miệng cái sự biết ơn của mình để cho ông bà cha mẹ cảm thấy hạnh phúc và hài lòng khi chứng kiến cái cảnh báo hiếu của con cháu của mình. Ngày nay khi xã hội phát triển thì chúng ta thấy các giá trị truyền thống đó đang bị thách đố dần, nếu mà không có ý thức duy trì nó sẽ bị mất dần. Ở phương Tây đó thì ai cũng có một cái tài khoản trong ngân hàng, con cháu chuyển tiền cho cha mẹ qua tài khoản thôi, cha mẹ muốn xài thì phải đến ngân hàng, mà ngân hàng vào những cái ngày Tết, cho là Tết Tây hay là Tết truyền thống cũng đóng cửa hết. Cho nên là phải để tiền mặt trong bao lì xì để bày tỏ lòng biết ơn. Đạo Phật dạy chúng ta về đạo lý nhớ ơn và đền ơn. Dầu cái ơn đó nhỏ, nhưng nếu thiếu nó trong thời điểm đó với bối cảnh không gian đó, ta không thể nào thành công để hướng lấy được các hạnh phúc mà mình xứng đáng có. Cho nên khi trải nghiệm các hạnh phúc và bình an, ta nhìn nhớ những cái hỗ trợ tích cực, mà quan trọng nhất vẫn là cha mẹ và những người thân thương và các thành phần còn lại trong xã hội. Do đó khi tiếp nhận một cái bao lì xì phải biết ơn, và dĩ nhiên cũng đừng có thiếu cái gì đến độ khi tiếp nhận xong là mở cái bao ra đó có bao nhiêu tiền, rồi chơi ít chơi nhiều, đó là rất là tối kỵ. Nhận là cứ biết ơn thôi, không có gì là xấu khi chúng ta phải ngỏ lời biết ơn một người đó tặng biếu mình một cái gì đó. Biết ơn á là dấu hiệu của một người trưởng thành, thể hiện và sống dày dặn với văn hóa tinh thần. Nó làm cho chúng ta trở nên có giá trị hơn, có ý nghĩa hơn. Và cũng nên tập cho con cháu của mình ngay từ nhỏ, mỗi khi nhận cái hồng bao của ông, bà, cô, chú, bác hay là người thân đến tặng nhân dịp và xong đất ở nhà, thì phải khoanh tay cảm ơn với lòng trịnh trọng và không nên mở cái hồng bao trước mặt người tặng.
Cái mấu chốt truyền thông của việc tặng lì xì là truyền tình thương yêu và mối quan tâm, chứ không phải là tiền, mặc dù tiền cũng quan trọng đấy. Cha mẹ được Phật quan niệm là hai vị Phật trong nhà, do đó nhận hồng bao từ hai vị Phật mà không biết biết ơn, đang khi đó lễ chùa thế thì lại Phật xói chán. Như vậy là chúng ta mới thực hiện được cái lòng hiếu kính một phần nữa ta. Cha mẹ là hai vị Phật sống, do đó ta phải thể hiện cái lòng thương kính một cách trọn vẹn khi tiếp nhận. Bốn, các phong tục kiên cử trong nhà Tết. Số lượng thì nhiều không tính đếm hết được. Mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia, mỗi cá nhân lệ thuộc vào phong tục tập quán và tôn giáo gốc của mình mà sự kiên cử có thể rất khác nhau. Có nhiều phong tục tốt cần được duy trì, có nhiều phong tục thuộc về là hủ tục, thể hiện sự mê tín dị đoan, và do vậy việc giữ các cái hủ tục đó, đó sẽ làm cho chúng ta đánh mất các giá trị cần thiết, và thậm chí có thể dẫn đến những cái tác dụng phụ, mà hệ quả quan trọng nhất của đó là mang theo nỗi sợ hãi, bất an trong những ngày Tết, và kéo theo sau những lối sống rất tiêu cực, bị ảnh hưởng trực tiếp từ nỗi sợ hãi do kiên cử ngày Tết mà ra. A, tục không quét nhà. Người ta quan niệm rằng quét nhà đó là một hình thức đuổi ông thần tài ra khỏi nhà, đang khi suốt 360 ngày qua ta cúng kiến ổng, đúc lót ổng, mua chuộc ổng để ổng giữ tiền bạc cho gia đình của mình. Dĩ nhiên cái hủ tục này nó có gốc rễ từ Nho giáo, và cụ thể là phát xuất từ Trung Quốc. Người Phật tử thuần thành thì không thờ thần tài thổ địa trong nhà, vì trên thực tế đó thần tài chính là tâm thiện của chúng ta, thổ địa chính là lương tâm của mọi con người. Ai biết tu phúc tạo phúc trên nền tảng kiệm phúc và quan tâm với tha nhân, giúp đời cứu người cho nên thằng vô ngã vị tha, người đó đang trở thành ông thần tài sống cho các mảnh đề bất hạnh và những người đang có nhu cầu trợ giúp. Còn người Trung Quốc ấy, thì họ thiết lập cái quan hệ thần tài và thổ địa theo ngũ hành tương sinh. Thổ địa thuộc về mạng thổ, thần tài thuộc về mạng kim, mà theo ngũ hành ấy, thì thổ sanh kim. Để tăng trưởng theo cái phần kim được tăng trưởng thì ta phải dựa vào cái cấu trúc lưỡng thổ thành sơn, tức là đất mà trồng lên đất thì trở thành đồi, đồi trồng lên đồi trở thành núi, núi trồng lên núi thì núi trở thành cao vĩ. Và do đó ta phải để trên tay của ông thổ địa điếu thuốc lá, đốt liên tục để cho quả phát sinh, thì làm cho thuốc á, trở thành cho bụi, mà cho bụi thuộc về đất. Như vậy đất cho bụi từ việc hút thuốc nằm ở trên cái mạng của ông thổ địa sẽ làm cho thổ này thổ gấp đôi, mà thổ gấp đôi thì dẫn đến sự dưỡng khí, đó là tạo ra kim vàng bạc ngọc ngà châu báu, là tượng trưng cho công việc làm ăn kinh tế tài chính phát đạt trong một năm. Và đốt và xin lỗi quét rác đó được hiểu là đuổi ông thần tài ra, đó là một mê tín không có giá trị chân lý. Chùa vào ngày Tết quý vị thấy là sạch sẽ hơn ngày thường. Lát nữa từ 12 giờ khuya trở đi cho đến 4 giờ sáng thì chùa nào cũng phải nhờ các chú sa di mới xuất gia cầm những cái xô nước đi dụi nhang, thì bá tánh thập phương á cứ mê tín đem nhang cúng cho Phật,
Và họ cứ nghĩ rằng là cúng một thể nhang, 100 cây hương là đưa Phật chứng 100 lần, phước báo lớn hơn. Nhưng mà không ngờ đó là cúng càng nhiều nhang khói thì làm cho mình tổn phước báo. Bởi vì chùa người ta quét sơn sạch sẽ hết, mình cúng như thế là làm đen đuốc hết chùa. Rồi nó gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe của những người đang bái viếng tại chùa. Do đó vào những dịp Tết và những lễ hội văn hóa Phật giáo, hạn chế tối đa và không nên đốt nhang là càng tốt. Ta đốt cái tấm tâm hương, ta tấm lòng để sống đạo đức và những cái hạnh phúc, những cái nghĩa cử tình người, những cái lối sống tích cực cho Đức Phật. Và điều đó có giá trị gấp nhiều lần so với cúng bằng nhang thật, hương thật. Do đó các Phật tử cứ quét nhà thoải mái, không ảnh hưởng chi đến tài chánh, kinh tế và cái thuận duyên trong làm ăn của cá nhân hay là gia đình. Còn mê tín đó nó không có cơ sở khoa học, không có cơ sở Phật học, không có một cơ sở nào hết. Nó chỉ tồn tại bằng nỗi sợ hãi như thực phẩm của con người. Nhà dơ thì cứ vét, vệ sinh gia đình, vệ sinh nhà cửa, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh cá nhân để đảm bảo sức khỏe trong ngày Tết là điều rất cần thiết. B, không cho lửa. Dân gian còn mê tín rằng là việc giữ lửa nó tượng trưng cho sự thắp sáng, sự làm ấm, biểu tượng của đầy đủ thịnh vượng. Mà mình cho lửa đi đó thì chúng ta gần như là mất đi cái cơ hội được thịnh vượng đầy đủ này. Do đó quý Phật tử cứ nổi lửa bình thường. Phần lớn thì các gia đình vào những ngày cuối Tết người ta ít nổi lửa, là dọn dẹp và hạn chế việc nấu nướng. Còn các chùa ở vùng quê đó, do vì nhân sự ít, đến ngày 24 tháng chạp thì dân gian thường gọi là ngày đưa chư thiên về trời. Nhà chùa một số nơi là ngưng tụng kinh. Thực ra thì chư thiên là con người ngoài hành tinh, có mặt ở hành tinh của mình đâu mà đưa về trời, và cũng không thể nào đưa được. Phải đưa cái khái niệm đó ra để cho cái việc chùa ngưng việc tụng niệm trong một vài ngày cuối Tết để chuẩn bị cho Tết á, các Phật tử ở vùng thôn quê người ta không có thắc mắc. Tại vì các thầy, các sư cô ở quê đó, ngoài cái việc chăm lo đời sống tinh thần, giảng kinh thuyết pháp làm các Phật sự, còn phải làm công việc đồng áng, ruộng nương như là những người Phật tử. Mà nếu không dành 5-3 ngày cần thiết như thế thì làm sao châu lo trang trí cho chùa được đẹp đẽ để đón du khách thập phương vào những ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3. Cho nên là gia đình nào có nhu cầu thì cứ phải nổi lửa, và cứ nếu tặng lửa cho người khác cũng không sao. Ngày nay thì chúng ta có học quẹt ga, chúng ta có học quẹt diêm, cái việc mà giữ lửa như ngày xưa nó không còn nữa, giữ bằng một sợi dây thần. Cho nên là tục này gần dần như là mất dần này, nó cũng là điều đáng tốt. Chứ có nhiều thứ nó quá mê tín này, mà giữ nó, nâng nó thành giá trị chân hóa là một cái điều không cần thiết. C, gánh nước đổ thùng xô. Thì cái phong tục tập quán này nó gắn kết với đời sống nông thôn. Ở nhiều nơi đó là không có giếng nước, không có nước phong tên, cho nên đó là phải hứng nước từ nước giếng ở làng. Vào và những ngày Tết là ngày thưởng thức giá trị văn hóa, vui chơi, hạnh phúc thôi, chứ đâu có ai mà đi làm việc này. Cho nên những ngày cuối Tết, cuối năm á, thì người ta phải lo đi gánh nước đổ vào các thùng xô để dự trữ. Và điều này nó được tượng trưng cho cái việc mà phát đạt, tức là đầu cơ một cái gì đó để được phát đạt sau đó. Bây giờ thì tục này không còn nữa, tại vì nhà nào dù ở nông thôn cũng có giếng,
Không có giếng thì cũng có nước trực tiếp là phong thênh à. Không có thiếu gì. Có thiếu thì ta có thể đi mua, không khó khăn. Những dùng nước mặn thì việc mà trữ nước ngọt nó trở thành một cái nhu cầu rất là cần thiết. Do đó bây giờ ta không cần thiết phải trữ nước, vì mở nước ra nó có sẵn rồi, trữ làm chi. Bây giờ những nhà cao tầng đều có cái bồn chứa nước bằng mủ hoặc bằng xi măng hoặc bằng nhôm. Và bật công tắc lên là nước có thể chảy bất cứ lúc nào. Như vậy tục này nó gắn kết với đời sống nông thôn ngày xưa, bây giờ nó không cần thiết lắm. Tuy nhiên nó vẫn còn được duy trì ở một số vùng thôn quê. D. Sông đất ngày xuân. Người Việt Nam mình rất là quan trọng về ai là người sông đất, tức là thăm viếng đầu năm đến nhà của người thân. Và tục này nó đặt ra những cái quy định cấm kỵ là trong thời gian tang chế phạm vi 100 ngày thì không nên xông đất nhà người nào, vì làm như thế là mang sự xui xẻo và bất hạnh đến cho người được xông đất, nhà được xông đất. Còn ai thành công, đỗ đạt, thịnh vượng, phát triển, hạnh phúc, bình an mà xông đất á, thì được xem như là mang giá trị bình an, hạnh phúc đến cho ngôi nhà mình tới xông đất. Đó là quan niệm dân gian thôi chứ không có giá trị nhân quả. Do đó chúng ta không phải sợ những thứ này. Người đang đeo tang hoặc là chị em phụ nữ mang thai, những người vừa mới được hội tụ gia đình từ trại giam, hoặc là vi phạm luật pháp, hay là có những cái chứng bệnh mà đến nhà chúng ta, cũng không vì thế mà mang theo bất kỳ một sự xui xẻo nào. Vì chúng ta hiểu rất rõ nhân quả đó, là người nào làm người đó chịu đó. Cái cộng hưởng nhân quả là có thật, nhưng mà điều đó không có nghĩa là cái người đang bị xui và không gặp được thuận duyên mà đến chúng ta thì chúng ta bị ảnh hưởng xấu theo cái điều đó. Nhân quả không diễn ra theo cơ chế vừa nêu, ngoài trừ chúng ta đồng lõa bao che với những người xấu thì cái quả lây đó có thể có mặt với chúng ta, và do đó tránh tiếp xúc là điều cần thiết. Còn bình thường người ta vì tấm lòng quan tâm đến mình, tới sông đất nhà mình chúc tụng những điều phước lành, rồi tặng bao lì xì vân vân, mà mình đổ thừa đổ lỗi cho cái xui xẻo trọn năm nơi người đó, là chúng ta đang gieo một cái nghiệp du oan. Và chính cái mê tín dẫn đến nghiệp du oan này sẽ làm cho chúng ta trong cuộc đời nhận lấy các hậu quả. Mình sống tốt mà tự động vẫn bị người khác du khống. Và tương tự, ai cho rằng đó cha mẹ ông bà chết cái cung ly hoặc là những cung xấu khác thì con cháu làm ăn ngóc đầu không lên, là gieo cái nghiệp bất hiếu nặng nhất liên hệ đến cái tội du khống. Mà du khống cha mẹ ông bà là hậu quả rất nặng, thì các cái hậu quả đó nó phát xuất từ mê tín mà ra. Cho nên là người tu học Phật không nên mê tín. Ai đến nhà mình đón chào. Và mỗi nơi có nhân quả khác ở phương Tây đó, đến mà không báo trước người ta không tiếp, cố tình vào người ta có thể báo cảnh sát và người xông nhà có thể gặp rắc rối. Tùy theo mỗi nơi với nền văn hóa khác nhau mà cái việc xông nhà được hiểu theo cái bối cảnh khác nhau, nhưng đừng nên mê tín gì đâu về những vấn đề này. E. Không cãi lộn, đánh lộn, khóc lóc. Đây là phong tục cực kỳ hay. Người ta quan niệm đầu năm thế nào, cuối năm như thế, theo một cái hướng kéo theo sau đó mà. Cho nên đầu năm mà mặc bí xị, buồn như là chùa Bà Đanh, không có mùa xuân, gắt gỏng, cao có, khó chịu, gây gỗ, đánh lộn, mâu thuẫn, xung đột, va chạm. Thế thử hỏi làm sao mà mình có được hạnh phúc, đang khi mình có 10 ngày để hưởng được bình an mà mình không hưởng. Trải nghiệm các bất hạnh như thế này
lỡ mà có gì xảy ra thì hầu như ý nghĩa của ngày Tết đó mất hết. Ba ngày xuân chẳng thấy xuân đâu mà trở thành là ba ngày sưng, sưng thù lù do là đánh lộn đánh lạo là nguy hiểm. Khóc lóc vào trong ngày Tết là điều rất tối kỵ. Và theo đạo Phật đó, những ngày bình thường mà khóc lóc cũng tối kỵ nữa. Người tu học Phật phải có bản lĩnh, các trở ngại, chướng duyên, thử thách đến với mình, hãy nhìn thấy bản là với bản lĩnh đâu là nguyên nhân chính, đâu là trợ duyên phụ để ngăn cản và khắc phục nó. Ứng sự tích cực này sẽ giúp cho chúng ta lúc nào cũng có cái hướng tư duy và hành động giải quyết vấn đề, chứ không phải là than thở để chìm sâu trong nỗi đau từ cái bế tắc nào mà mình đang phải đối diện. Thái độ ứng xử tích cực đó sẽ giúp cho chúng ta sống lạc quan hơn, yêu đời hơn và có ý nghĩa hơn. Cho nên là ngày xuân hay là những ngày thường gặp nghịch cảnh không nên khóc, nhất là chị em phụ nữ dễ khóc, dễ mất ướt, dễ rơi các giọt nước mắt cá sấu vì cảm xúc cao. Còn đàn ông mà khóc còn yếu kém nữa. Ta cần những trợ tư vấn có kinh nghiệm để giúp cho mình vượt qua được nỗi đau, chứ không nên giữ nỗi đau, phải phóng thích nỗi đau như là quăng các cái vật vô dụng vào trong sọt rác vậy. Giữ nỗi đau trong tâm khảm của mình đó là tự hành hạ và đi đọt chính bản thân, là điều không nên. Cho nên là khi có nỗi đau là phải vẫy tay chào với nó, và đừng nên liên lụy bởi nỗi đau của những người thân. Người thân đang bất hạnh bởi bệnh tật, tai nạn, thất nghiệp, đổ vỡ gia đình hay là nhiều cái bất hạnh khác, là một người khách quan đứng ngoài cuộc, ta sáng suốt hơn, tư vấn hướng dẫn cho người đó thoát ra, chứ không nên đổ dầu vào lửa, cũng không nên là mồi cái khổ đau đó từ người thân sang mình và ngược lại, mà vẫn thể hiện được cái sự quan tâm tình người một cách rất là có ý nghĩa. F, tránh đổ đạc và đổ bể. Người ta quan niệm rằng là ngày xuân đó mà làm rơi đồ đạc dẫn đến tình trạng bị vỡ nát đó, thì tượng trưng cho cả một năm đó lận đận, bất hạnh, đổ vỡ, thất bại, trở ngại, chướng duyên, đây cũng là một mê tín. Nhưng nếu mà mình sử dụng được cái ý nghĩa bảo hộ đó, trong cái phong tục này thì rất là tốt. Người tu học Phật thì luôn luôn được hướng dẫn sống chánh niệm, tức là làm chủ bản thân mình trong đi, đứng, nằm, ngồi, ý thức theo dõi từng cái động tác, từ nếp suy nghĩ, hành động, truyền thông, để chúng ta không mang nỗi khổ niềm đau cho ai, và do đó ta sẽ rất dễ dàng tránh được các rủi ro bao gồm tai nạn lao động, tai nạn giao thông, hoặc là những cái sự cố liên hệ đến sự đổ nát các vật dụng do chúng ta bất cẩn. Nên thay vì sợ cái tập tục đó thì mỗi người hãy đề cao chánh niệm trong ngày xuân để chúng ta khỏi phải lo lắng gì. Còn trái cây đó thì nó còn có nhiều cái mê tín dị đoan khác theo cái âm vận liên hệ đến các từ và ngữ nghĩa của đó trong dân gian. Tết đó thì miền Nam sợ cúng chuối vì liên hệ đến tiểu chuối nhũi. Và nhiều loại trái cây khác phải bị mất cái tội quan, không có được cơ hội để phục vụ cho con người ăn đủ chất bổ cần thiết trong những ngày Tết. Tất cả cái việc chưng cúng các trái cây lên ông bà cha mẹ và các Phật trong các chùa đều có phước báo giống như nhau, không kiêng cử gì hết. Quý vị cứ đem bất cứ loại trái cây nào quý vị có đến cúng chùa
điều tốt, và cúng cho ông bà cũng thế. Trái chuối đâu có liên hệ gì đến sự chúa nhủi, mà người mê tín cứ liên hệ cái âm vận đó, vô lý. Và tương tự chúng ta có thể suy luận ra các cái tập tục kiên cử sai lầm khác, để chúng ta không có sống và đồng hành với nỗi sợ hãi do mê tín mà ra. Ghê, tục khái lọc. Lọc thì thường được người ta quan niệm là có rất là nhiều ở tại các chùa. Chùa Giác Ngộ mình thì năm nào cũng có 2-3 cây tắc to. Khoảng 1 giờ khuya của ngày mùng 1, rồi qua đêm giao thừa đó là các cái tắc là sạch trơn. Tại vì người Việt Nam đó bị ảnh hưởng nền văn hóa Trung Quốc, chữ tắc á với chữ đắc trong âm tiếng Quảng đọc giống nhau. Như vậy hái trái tắc á được hiểu là được cái gì đó, nên là trái tắc là rất là được người ta quan tâm. Còn các cái bông trái còn lại cũng rất may là không có cái quan niệm đồng âm liên hệ đến cái hên đó, nên là người ta mới để gọi nguyên, chứ bằng không là các hoa trái trong chùa là sơ sát lá hết vào ngày mùng 1. Vậy đó, nếu mà muốn hái lộc á thì mình có thể xin những cái câu chữ tại chùa về. Mỗi câu chữ nó có giá trị văn hóa, để sống tinh thần, những cái gợi ý về lối sống tích cực, quan trọng hơn rất nhiều so với cái việc mà ta hái lộc bình thường từ hình ảnh vật chất. Tuy nhiên ở chùa Giác Ngộ quý vị cứ hái tắt thoải mái, hoa quý vị cứ muốn ngắt về cũng không sao, chùa cho thoải mái. Còn các chùa khác thì quý vị phải cẩn trọng nha. Chỗ nào ta đề là không được hái thì nên tôn trọng đừng có hái. Còn chùa mình không đề, cứ hái thoải mái. Năm, hành hương ngày Tết. Hành hương là một cái hoạt động văn hóa có mặt trong các ngày của năm. Tại chùa Giác Ngộ thì chúng ta đã có được cái truyền thống này trên dưới 50 năm. Cứ vào ngày mùng 2 Tết á thì chùa mình tổ chức đi hành hương. Thời Hòa Thượng Sư Ông, tức là thầy chúng tôi còn sống đó, thì mùa Tết vào ngày mùng 2 đi trung bình là khoảng 6 chiếc xe, tức là khoảng 250 cho đến 270 người. Trong 10 năm gần đây đó thì chùa chúng ta đi trung bình là 14 cho đến 16 xe buýt, 45 chỗ ngồi, tức là khoảng 700 người. Số lượng ngày càng gia tăng. Nếu chùa mình lớn hơn, có nhiều cái sức chứa thì có lẽ là cái lượng người đi hành hương đó sẽ ra thành là 1.000, 2.000 cũng không chừng. Điều đó cho thấy là hầu như các Phật tử ý thức rất rõ ngày Tết mà đi hành hương thập tự là rất quý báu, mang phúc lạc, bình an đến cho bản thân và gia đình trọn cả năm. Thường ngày Tết là ngày người ta ăn chơi nhiều, người tu học Phật dành cho việc đi làm phúc. Tại bởi vì khi mình tới chùa á, thứ nhất là mình lại Phật, nghe một bài thuyết giảng ngắn và chúc phúc, sau đó là phát tâm cúng dường cho các ngôi chùa chúng ta có cơ hội đến chiêm bái, giúp cho chùa đó có cơ hội làm được Phật sự trong tháng giêng hoặc là những tháng theo sau. Thì cái việc chi tiêu này đó mặc dù là tốn kém nhưng rất cần thiết và có ý nghĩa. Chi tiêu như không mất, dâng cúng tiền cho Tam Bảo tại các chùa trong dịp hành hương sẽ làm cho chúng ta mở được một tài khoản công đức. Đó là một cái tập tục rất hay. Cũng vào ngày mùng 2 tại chùa Ấn Quang, trung bình có khoảng 30 xe đi hành hương. Hai chùa cách nhau chưa đầy một cây số, số lượng người đi vẫn rất đông. Từ đó cho thấy rất hay. Và phong tục này đó, nó bắt nguồn từ sự kêu gọi của Hòa Thượng Thích Thiện Hòa.
người đã có công trùng tu chùa Ấn Quang và tiếp nhận ngôi chùa Giác Ngộ do gia đình của thầy thầy Đức ở kế bên chùa phát tâm cúng. Do đó khi có mặt tại các ngôi chùa trong danh sách đi hành hương đó, thì quý Phật tử nên lưu tâm là đừng nên quá bận lòng về việc cầu cho mình mua may bán đắt thế này thế nọ, hạnh phúc bình an, bởi vì cái đó ta đã cầu suốt cả năm rồi. Ngày xuân đó, ta đã cầu cho thế giới hòa bình, quốc gia thịnh vượng phát triển bền vững, cả gia đình mọi chúng sinh đó đều được an vui. Ta cầu chung để cho tâm của mình nó hướng rộng hơn, với số lượng đối tượng nhiều hơn, đa dạng hơn, làm cho cái tình người nó được phổ biến hơn, bớt đi cái sự quan tâm về bản thân. Thì giá trị phước báo của việc dâng cúng trong dịp hành hương sẽ cao hơn nhiều lắm. Còn ngày xưa đó, hành hương là một cơ hội để trải nghiệm đời sống tâm linh. Du khách hành hương đó đi từ một địa điểm A đến một địa điểm B có thể cách nhau hàng trăm cây số bằng con đường bộ. Trên vai của họ đó là một cái túi hành trang rất đơn giản, phần lớn là các lương khô và một số tiền bạc cần thiết và nước. Mục đích của chuyến hành hương á, đến những nơi xa xôi là để dành thời gian trọn vẹn cho việc tu tập tại cái nơi mà người hành hương quan niệm và tin rằng đó là một mảnh đất thiêng, mà việc trải nghiệm tâm linh tại đó sẽ giúp cho họ đó dễ dàng đạt được cái sự tập trung, từ đó có kết quả an vui hạnh phúc trong suốt thời gian thực tập. Cho nên họ không có quãng đường xa xa xôi, thậm chí là bệnh tật, và có nhiều người phải bỏ mạng trong chuyến hành hương, họ vẫn cảm thấy hoan hỷ và bình an. Ngày nay thì chúng ta đi hành hương bằng xe có máy lạnh, dĩ nhiên là đâu có mệt mỏi, lên xe xuống xe thì hơi cực nhọc chút xíu, nhưng mà so với cái truyền thống hành hương ngày xưa là vẫn có phúc hơn rất nhiều rồi. Vì đó cố gắng dành cái ngày này để chúng ta làm phúc và trải nghiệm các giá trị tâm linh. Thì thường để trải nghiệm tâm linh đó, chúng ta phải lưu ý một số điểm. A, mỗi một ngôi chùa đó, thông qua cái tên gọi tượng trưng cho một đức tính hay là một giá trị nào đó mà người hành hương cần phải liên tưởng đến để chúng ta học hỏi và cố gắng làm sao đạt được cái đức tính này. Ví dụ như ta đi hành hương ghé sang chùa Thường Chiếu. Thường là liên tục, chiếu là rọi soi, thì sự chiếu soi đó tượng trưng cho trí tuệ. Và nếu như ai cũng lấy trí tuệ chiếu soi cuộc đời, bao gồm lời nói, việc làm, rồi lối sống của mình, thì chắc chắn rằng là mình đâu có vi phạm luật pháp hay là làm những hành động ngược với đạo đức và lương tâm đâu. Và nhờ liên tưởng đến danh hiệu của ngôi chùa gắn kết với thiền sư Thường Chiếu mà chúng ta luôn luôn thuyết phản quan về chính mình, soi gương nhân cách chính mình để làm cho mình tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, khả kính hơn, dễ gần gũi hơn và dĩ nhiên là đắc nhân tâm hơn. Tương tự, khi đến các ngôi chùa khác, chúng ta cũng phải lưu tâm đến cái danh hiệu của ngôi chùa để học hỏi. Mỗi ngôi chùa vào những ngày dịp Tết như là chùa Giác Ngộ, chúng ta thấy là có 9 cặp câu đối. Mỗi câu đối thể hiện cái nguyện vọng, cái sự chúc phúc, cái mối quan tâm của nhà chùa dành cho ba tánh thập phương. Thì chịu khó đi hành hương mang theo một cái sổ tay nhỏ với một cây viết, sau khi lại Phật chụp vài tấm ảnh thì thấy câu nào hay ghi chép. Bởi vì đầu năm đó tâm mình thoải mái, không bận đến công ăn việc làm, sức ép kinh tế, đời sống xã hội, cho nên chúng ta dễ tiếp thu, dễ trải nghiệm và sống với nó. Thì ngoài cái việc lại Phật cúng dường tam bảo vốn được xem là hành động mà người Phật tử đã làm, ta còn phải học hỏi thêm các giá trị tinh thần qua danh hiệu chùa, qua câu đối ở các chùa, qua các cái câu chúc tụng gắn ở trên các cây mai, cây đào,
ở trong các chùa. Hành hương tại chùa Giác Ngộ thì chúng ta có được cơ hội ăn chay nguyên một ngày mùng 2. Dĩ nhiên ăn sáng thì đơn sơ thôi, ăn trưa cũng vừa vừa, chiều thì ăn cháo nhưng mà đừng có ngày đói, bởi vì ngày đó chúng ta thể hiện cái sự quan tâm về các giá trị tinh thần chứ phải quan tâm đến vấn đề tiêu thụ. Ngày mùng 1 thì chúng ta cũng đã ăn rồi, đúng không ạ? Mùng 3 tiếp tục có cơ hội để ăn, và những mùng khác còn nữa. Cho nên là mùng 2 thì mình ăn ít hơn, ăn cái thanh cao nhẹ nhàng cho cơ thể, ít bệnh tật, có giá trị tình thương, mở rộng cái mối quan tâm của chúng ta đối với các loài động vật, thì phước báo nó được gia tăng. Dĩ nhiên trong ngày Tết thì chúng ta phải kiêng cử rượu, bia, thuốc lá, thức khuya, các hình thức hưởng thụ tiêu cực như là đánh bài hay là đỏ đen, cá độ hoặc là ăn chơi sa đọa. Ở vì đầu năm nó thường có cái định hướng là định hướng cho cái sinh hoạt của những tháng kế tiếp theo sau, mà mình dành cho những cái ngày đầu của một năm mới cho những hoạt động mất giá trị như vậy thì nó uổng cho cuộc đời của chúng ta lắm. Thì dành cái ngày hành hương là tốt. Và trong Phật giáo chúng ta lại có thêm một cái câu thành ngữ: lễ Phật qua năm không bằng rằm tháng giêng. Thực ra rằm nào cũng giống như rằm nào, ngày nào cũng như ngày đó. Đạo Phật là không có quan niệm ngày tốt ngày xấu rồi, nhưng mà tại sao nói là lại vào ngày rằm tháng giêng thì nó lại có giá trị phước báo nhiều hơn là những ngày bình thường và là những ngày rằm khác? Thực ra đó là cái mẹo vặt thôi. Bởi vì tháng giêng theo dân gian Việt Nam là tháng ăn chơi, và cái nền văn hóa này nó còn được thể hiện rất là rõ nét ở miền Bắc. Gần như người ta mất đến cả 2 tháng ăn chơi rồi cờ bạc rồi hưởng thụ rồi xài quan phí rồi. Bây giờ để xóa bỏ cái hủ tục này thì Đạo Phật đã tác động trong dân gian bằng cái câu là lễ Phật quanh vào tháng giêng, tức là vào cái tháng giêng, ngay rằm tháng giêng và những ngày trước và sau đó, thay vì dành thời gian cho việc ăn chơi hưởng thụ tốn kém, ảnh hưởng sức khỏe, dễ đột quỵ, dễ tai biến, dễ tai nạn, dễ bệnh tật, thì tốt nhất là dành cho cái việc lễ chùa và các giá trị tâm linh khác, để chúng ta vừa không tốn kém mà có thêm phước báo cho trọn năm. Cho nên là người tại gia nên nhớ câu nói này, để ta cố gắng rủ người thân là vợ chồng, con cái, anh chị em, bà con huyết thống, bạn bè đi du xuân tại các chùa. Và nhắc câu nói đó, không cần phải giải thích giống như chúng tôi, vì giải thích như thế là bể mánh à. Chỉ giải thích đơn giản là trong tháng giêng đó là tháng linh thiêng, phước báo nhiều, để dành đời sống tinh thần đi lại chùa, lại Phật thì có phước báo nhiều hơn, để cho người thân chúng ta bớt vào các cái nhu cầu hưởng thụ thông thường như là trong Phật tục dân gian đã có. Ăn uống ngày Tết phải là một điều đáng được chúng ta quan tâm. Nhiều gia đình đơn chiếc không bận tâm đến việc nấu nướng, ăn đồ cũ dễ bị bệnh, hoặc là mua thực phẩm rẻ tiền hư thối, ăn dễ bị trúng thực, hoặc là truyền nhiễm các loại bệnh tật. Do đó phải cố gắng là mua thực phẩm có nhãn mác đàng hoàng, ở những nơi khả tín, và đừng có ăn uống quá nhiều các cái chất béo, chất quá nhiều đường vào những ngày Tết, vì nó dẫn đến rất nhiều các chứng bệnh. Rượu bia mà uống nhiều quá chén trong ngày Tết đó, sẽ dễ dẫn đến nhiều bệnh tật. Mà đầu năm bệnh tật thì rõ ràng không có gì bất hạnh cho bằng. Trong 3 ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 mà ai ăn chay được lại càng tốt nữa. Cho nên uống thì cố gắng là uống nước lọc,
ăn thực phẩm không nguy hại đến sức khỏe để đảm bảo được cái sự an toàn cho mấy ngày xuân. Nói tóm lại, những điều cần biết trong ngày Tết thì rất nhiều. Chúng tôi chỉ nêu ra một vài điều cụ thể và căn bản, mà mặc cho thấy là các cái truyền thống văn hóa của Việt Nam có giá trị tích cực á, được là mặt khích lệ duy trì dưới các hình thức bảo tồn. Mặt khác đó thì cũng cần lấy cái ánh sáng Phật pháp để chiếu soi vào các phong tục tập quán vốn tồn tại rất lâu năm tại Việt Nam, xem phong tục tập quán nào nên duy trì, phong tục tập quán nào nên loại bỏ. Bởi vì việc ngộ nhận xem các phong tục tập quán là một văn hóa sẽ làm cho chúng ta gọi là chấp nhận và giữ nó một cách không đặt vấn đề, và hậu quả là kéo theo nỗi sợ hãi và các kiêng cử không cần thiết. Ai làm được như thế vừa thể hiện được sự thông thái và minh triết của một người Phật tử. Và bằng những kiến thức này ta có thể giúp đỡ cho người thân, chúng ta không phải sợ hãi bởi những cái phong tục kiêng cử trong ngày Tết mà vốn nó không có giá trị thật. Còn các nét đẹp văn hóa truyền thống là phải giữ, ví dụ mâm ngũ quả, rồi trầu cao, ăn mặc áo quần truyền thống, thăm viếng, xã giao, chúc xuân, những điều tốt lành đến với những người chúng ta quan tâm, chia sẻ các mảnh đề bất hạnh bằng tặng của, tặng tài sản vật chất, tặng quà để ai cũng có được cơ hội đón xuân ăn Tết. Và nhiều cái truyền thống khác gắn kết với việc là tôn kính ông bà tổ tiên, nhớ ơn cha mẹ, quan tâm lẫn nhau là cần phải được duy trì. Nhân ngày cuối cùng của năm Tân Mão và nghi ngửa cửa đón mừng xuân Nhâm Thìn, chúng tôi kính chúc toàn thể quý Phật tử có được một năm mới theo biểu tượng của rồng, đó là thăng hoa, bay cao, thành đạt trong các nỗ lực nghề nghiệp và sự nghiệp của chúng ta. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ